Ryan ơi, tôi từng nhiều lần thử nhiều cách giảm cân, nhưng không hiểu vì sao vẫn mập tới 90kg. Cách đây 3 tháng, tôi có đi gym tập luyện, nhưng tập 2 buổi, thấy phòng tập đông quá. Rồi, cái vấn đề của bạn á, đó là bạn thử nhiều cái phương pháp mà khi mà cơ thể của bạn trong quá trình tập luyện, mục tiêu của bạn là bạn giảm cân và thay đổi vóc dáng của bạn, chứ không phải mục tiêu của bạn là biết thật nhiều những bài tập và phương pháp tập. Hiểu vấn đề không? Nên khi á mà bạn thay đổi liên tục, cơ thể của bạn nó không thích nghi được. Và thứ nhất á, là khi mà cơ thể của bạn nó không thích nghi được, nó tập luyện theo cái phương thức á, là cưỡi ngựa xem hoa một xíu, dùng cái từ nó hơi vui một chút, nghĩa là bạn tập chưa có thành thạo cái bài tập thứ nhất, bạn đã qua bạn thử cái bài tập thứ hai, bạn chưa thành thạo bài tập thứ hai, bạn lại thử bài tập thứ ba, và lặp lại nhiều lần như vậy, cái cường độ bài tập của bạn nó cứ tầm tầm, nó đi ngang, nó không có cái sự đột biến, thì bạn sẽ rất khó bạn có thể giảm 1 kg, 2 kg trong vòng 2-3 tuần đầu. Nhưng mà bạn rất khó đó là bạn có thể giảm cân bền vững và giảm luôn từ 90kg về 70kg. Tại vì nó còn một cái chương trình đầy đủ lâu dài để bạn gia tăng dần theo cái sự tịnh tiến đi lên về cường độ bài tập, sức tập. Thì khi đó bạn tập luyện nó mới hiệu quả hơn, và bạn tập luyện hiệu quả hơn và đốt được nhiều lượng calorie hơn, gia tăng thể lực của bạn hơn, thì bạn mới giảm cân và thay đổi vóc dáng của bạn được.